How many fucking Sonyas do they have in this goddamn game? Okay, dude, Cookie the LOL! Cookie the LOL! Cookie the LOL! We go! Let's go, you fucking bitch! Jackson, you're out of my friendly. I know she has no flash, so if I flash and then Q, she can. What the fuck? What the fuck? Que foi esse bug? What the fuck? You guys are noobs! Noobs! Aye, guys, we. That was a really, really long E, guys.
Yo, Shen is... I should have... Let's go, baby! Tiếp nối video ngày hôm nay chúng ta có gì nào? Vô địch mùa xuân nhưng đang bét bảng mùa hè. Đội trẻ T1 cũng khiến fan trầm cảm không kém gì các đàn anh. Ở giai đoạn mùa xuân vừa qua, đội trẻ của T1 là T1 Challenger đã lên ngôi vô địch LCK CL một cách quá dễ dàng. Trong đó, tính cả vòng bảng và playoff thì đội tuyển này cũng chỉ thua có 3 ván đấu. Trái ngược với giai đoạn đầu năm 2021, T1 Challenger lại khởi đầu mùa hè với một trận thắng rồi thua liên tiếp 7 trận một cách bạc nhược. Phong độ chạm đáy của T1 Challenger đang là câu hỏi cực lớn trong làng liên minh huyền thoại Hàn Quốc. Không có bất kỳ sự xáo trộn nhân sự nào và cũng không gặp phải vấn đề lùm xùm hậu trường. Nhưng các học trò của huấn luyện viên Ben Gi lại sa sút một cách đáng kinh ngạc, khiến ngay cả những khán giả đã quá quen với phong độ trôi sụp của đội hình chính T1 cũng không thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Về phần fan hâm mộ, nhiều người không rõ T1 Challengers đang ngủ quên trên chiến thắng hay còn nguyên nhân sâu xa nào khác. Bởi xét về đội hình thì T1 Challenger vẫn giữ nguyên cả 5 thành viên sau chức vô địch mùa xuân, kể cả huấn luyện viên Ben Gi cũng vẫn ở đó chứ không hề thay đổi gì. Điều này làm nhiều người đồn đoán T1 Challenger chơi low streak là vì những vấn đề nảy sinh trong chính đội hình của họ. Nếu so sánh với đội tuyển chính thì hiện tại T1 cũng đang gặp rất nhiều rắc rối xoay quanh nội bộ, các thành viên thi đấu với các huấn luyện viên. Điển hình như Faker cũng đã lên tiếng thừa nhận sự bất đồng quan điểm với huấn luyện viên DNE. Với những dấu hiệu như vậy, cộng đồng Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc đang đồn rằng cách vận hành chiến thuật, mảng chuyên môn Liên minh Huyền thoại của đội ngũ huấn luyện viên T1 đang thật sự có vấn đề. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của chúng mình nha.